Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu kết hợp với kiến thức thực tế về tử vi ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 năm Mạng. Tuổi này thường làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị tiến bộ, khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với lòng bác ái, quảng đại. Họ có ý thức độc lập, mạnh mẽ và mong muốn người khác lãnh đạo mình. Vâng, và để hiểu rõ hơn về vận trình năm Mạng tuổi 1974, mời tất cả quý vị chúng ta cùng với chúng tôi theo dõi bài phân tích sau đây. Gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974, nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Đại Khê Thủy, nước Khe Lớn, xương con cọp, tướng tinh con trâu, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Có thể gói gọn cuộc đời nữ gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 thông qua bài thơ sau. Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mạng thủy, nước khe chảy dài, đàn bà sinh thuận thu đông, thanh nhàn sung sướng, có chồng giàu sang. Xuân hạ sinh ra lỗi mùa, đêm ngày lo lắng, muôn phần chẳng an. Nhưng số vận mạng gian nan, tưởng đâu âm phủ đời sinh đã rồi. Số gái lập nghiệp phương xa, duyên tình trắc trở nhiều lần mới nên. Anh em cha mẹ chẳng gần, ở gần xung khắc, đi xa nhớ buồn. Tiền vận có của như không, hậu vận tụ của gia đình ấm no. Tổng quan, phụ nữ Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải, tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm và hạnh phúc. Về già, được hưởng phúc từ con cháu. Tổng kết, nữ Giáp Dần lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời hưởng phúc lộc. Những người này hưởng thọ từ 68 đến 78 tuổi. Nếu sống thân thiện, hiền lành, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Tình duyên, tuổi Giáp Dần sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch thì tình duyên phải trải qua nhiều thử thách đắng cay mới có được hạnh phúc. Nếu vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào tình yêu thì đến lần tình duyên thứ 3, họ nhất định sẽ có được niềm vui trọn vẹn. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch thì nữ mạng tuổi Giáp Dần trong tình yêu gặp phải nhiều khó khăn. Sau kết hôn cuộc sống có đôi phần vất vả, nhưng nếu cố gắng làm ăn thì vận may sẽ tới. Còn sinh vào các tháng 3, 4, 6 và 11 âm lịch, phụ nữ tuổi Giáp Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, người chồng hết mực yêu thương vợ, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo, gia đình công danh, gia đạo. Giáp Dần chính là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc như nội trợ không mấy phù hợp. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái, cho nên đối với vấn đề gia đạo, phụ nữ Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng kể. Công danh, phụ nữ Giáp Dần không có duyên với con đường công danh. Trong suốt cuộc đời của họ không có khoảng thời gian nào mà đường công danh thực sự phát triển. Để tăng cường vận may về công danh, bản mệnh có thể sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất giúp chiêu tài, đón vận, thu hút quý nhân tương trợ cho mình. Vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn có khắc hình ba linh vật Dần, Ngọ, Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo thuận lợi, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang trì lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Sự nghiệp, do tính cách không chịu thua kém nên họ cũng rất cố gắng phấn đấu trong công việc. Do vậy nên họ cũng tạo dựng được một sự nghiệp tương đối cho mình. Tuổi hợp làm ăn. Nếu trong công việc sự nghiệp mà nữ Giáp Dần muốn tìm một vài người để hợp tác làm ăn thì theo tử vi số mệnh, những con giáp sau đây sẽ rất phù hợp, đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, giúp cho các vụ làm ăn thành công tốt đẹp. Đó là Giáp Dần, Mậu Ngọ và Canh Thân. Những con giáp này có thể được coi là quý nhân của nữ tuổi Giáp Dần. Họ sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp, như ý muốn đến với bạn. Lựa chọn vợ chồng. Xem tuổi để kết hôn là một việc rất hệ trọng và cần thiết để có được một cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ, nhiều niềm vui và may mắn. Nếu kết hôn với các tuổi Giáp Dần, Mậu Ngọ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Quý Hợi thì nữ tuổi Giáp Dần hầu như sẽ không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Người chồng chính là phúc tinh của người vợ.
Sau kết hôn, cuộc sống gia đình rất vui vẻ, vận may về tài chính tới, công danh sự nghiệp từng bước phát triển. Kết hôn với các tuổi Bính Thìn, Canh Tuất, Bính Ngọ thì cuộc sống nữ mạng Giáp Dần sẽ rất bình yên mà trôi qua. Nếu bạn không có quá nhiều kỳ vọng vào một cuộc sống giàu sang sung sướng mà chỉ cần một cuộc đời bình dị và an nhàn thì đây chính là sự lựa chọn tương đối lý tưởng. Theo xem tuổi vợ chồng, nữ Giáp Dần hoàn toàn không nên kết hôn với các tuổi Kỷ Mùi, Ất Sửu, Quý Sửu vì đây là những tuổi xung khắc với Giáp Dần. Nếu kết hôn với một trong những con giáp này thì cuộc sống hôn nhân sẽ có thể gặp điều không vui, đời sống vật chất khó khăn. Nếu muốn sau kết hôn có được hạnh phúc vui vẻ thì nên tránh tổ chức hôn lễ vào những năm tuổi sau đây: 24, 26, 30, 36, 38 và 42 tuổi. Tuổi Đại Kỵ. Nếu có hợp tác làm ăn, kinh doanh thì nên tránh các tuổi sau. Đó là Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu. Các tuổi trên xung khắc với nữ tuổi Giáp Dần nên nếu có hợp tác đầu tư thì sẽ đem đến sự không thuận lợi và kém may mắn. Cũng không nên kết hôn với các tuổi này bởi sẽ khiến cho gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả. Nhưng nếu đã lỡ phải lòng nhau thì cách tốt nhất để vẹn toàn đôi bên đó chính là làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức, chú trọng làm ăn. Bên cạnh việc tu tâm tích đức, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình, giúp hóa giải xung khắc, chiêu đón tài lộc và vận may trong cuộc sống. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước chính là biểu tượng của Bát Bảo nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc được thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Chọn ngày giờ để xuất hành cũng là một việc làm rất ý nghĩa và quan trọng. Nữ tuổi Giáp Dần khi đi ra ngoài làm ăn, buôn bán, khai trương cửa hàng hay đầu tư kinh doanh thì nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn thì sẽ rất thuận lợi và có nhiều may mắn. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, những năm này tốt nhất không nên đầu tư kinh doanh khi chưa chắc chắn và tìm hiểu kỹ càng. Cũng không nên quá sa đà vào chuyện tình cảm yêu đương, tốt nhất là nên tập trung phát triển sự nghiệp, kiếm thêm một khoản để chi tiêu. Khi đi ra ngoài nên cẩn thận, đề phòng kẻo xảy ra tai nạn. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này rất thích hợp để tiến hành kết hôn. Sau khi kết hôn sẽ gặp nhiều vận may về tài chính, công danh sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp, gia đình hạnh phúc. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này, cuộc sống có nhiều biến đổi, công việc lẫn sự nghiệp trải qua những biến cố lớn khiến tinh thần bạn luôn căng thẳng và mệt mỏi. Tuy vậy, nhưng mà tình cảm lại rất phát triển, có tin vui về con cái. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong những năm này, được quý nhân giúp đỡ nên công việc ổn định hơn so với những năm trước đây. Cuộc sống được cải thiện, có phần thoải mái và khá giả hơn. Tình cảm gia đình vẫn rất phát triển và ngày càng tốt đẹp. Trong năm, rất thích hợp để thêm sinh con và gia tăng cát khí cho gia đình. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này nên chú ý hơn trong vấn đề chi tiêu, đặt tiết kiệm lên hàng đầu. Trong năm có tuổi vướng vào đại hạn nên cần chú ý hơn trong vấn đề đầu tư tiền bạc, hạn chế thực hiện các vụ làm ăn có quy mô lớn, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình, con cái và sức khỏe người thân. Từ năm 46 tuổi đến năm 48 tuổi, thời gian này tình cảm có nhiều khúc mắc, trong gia đình thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh, gây ảnh hưởng rất lớn tới không khí trong gia đình. Do vậy mà việc cần thiết nhất lúc này là cố gắng tháo gỡ những khúc mắc, hàn gắn tình cảm. Những năm này không nên xuất hành đi xa, kẻo gặp phải vận hạn. Từ năm 49 tuổi đến năm 52 tuổi, bước sang tuổi 49, sự nghiệp của nữ Giáp Dần đã đi vào quỹ đạo, ổn định vững chắc. Trong những năm tiếp theo, gặp nhiều vận may về tài lộc, tình cảm gia đình được cải thiện và dần tốt lên. Từ năm 53 tuổi đến năm 55 tuổi, trong năm xuất hiện các chứng bệnh về tuổi già, nên chú ý quan tâm chăm sóc bản thân mình hơn. Trong sự nghiệp nên lùi lại về sau để giúp đỡ con cái. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này công việc không có nhiều điểm nổi bật. Cuộc sống trôi qua cũng khá bình yên, con cháu hiếu thảo và thành đạt. Tuy nhiên sức khỏe lại không được tốt hay đau yếu bệnh tật. Ngoài ra nên cẩn thận hạn chế rời nhà đi xa. Xem tử vi chọn đời là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng những luận giải này chỉ mang tính chất tương đối,
bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như mà vận mệnh của bản thân thực sự không thuận lợi theo như lời giải đoán. Bởi như chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó là đức năng thì sẽ thắng số năng, đúng không ạ? Đương nhiên, sống tích cực sẽ có được kết quả tích cực.